Chào các bạn, chào mọi người. Lời nói đầu tiên, mình gửi lời đến tất cả mọi người trong một ngày mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui và luôn hạnh phúc bên gia đình các bạn nhé. Hiện tại mình đang đứng trên vòng xoay của quảng trường thuộc thành phố Cao Lãnh. Nơi đây thuộc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Các bạn đang xem là vườn hoa của quảng trường. Kế bên vườn hoa là nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Các bạn thấy quảng trường khá là đẹp và rộng lớn. Nơi đây trồng rất là nhiều hoa kiển và cây xanh, trông khá là đẹp mắt. Hình ảnh các bạn đang xem là những dòng xe ô tô hướng từ quốc lộ 1A đang đi về phía thành phố Cao Lãnh. Đây là quốc lộ 30. Quốc lộ 30 kết nối từ quốc lộ 1A đi qua toàn bộ tỉnh Đồng Tháp đến cửa khẩu Vinh Bà. Cửa khẩu Vinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp và từ đây đi qua đất nước Campuchia. Các bạn đang xem là hình ảnh toàn bộ của dòng xe nhìn từ phía xa. Dòng xe quảng trường là cửa ngõ để đi vào trung tâm thành phố Cao Lãnh. Các bạn thấy lượng xe cộ qua lại dòng xe khá là đông đúc. Còn đây là những hình ảnh của những dòng xe cộ đi qua dòng xe để đi lên tuyến quốc lộ N2 và về thị trấn Mỹ An và lên thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với cuộc hành trình, hiện tại mình đang đứng trên dòng xe của quảng trường. Ở giữa dòng xe trồng rất là nhiều hoa kiển được cắt tỉa rất cẩn thận và khéo léo. Từ dòng xe chúng ta quan sát rất là rõ các phương tiện di chuyển qua dòng xe. Từ xa là hướng xe từ quốc lộ 1 đang đi về phía thành phố Cao Lãnh. Các bạn thấy tuy là buổi trưa nhưng lưu lượng xe lưu thông rất là đông đúc. Bây giờ mình cũng xin giới thiệu sơ lược về tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh Đồng Tháp được thành lập vào năm 1976, gồm hai tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong hợp lại. Lúc đầu khi mới thành lập, tỉnh chỉ có 6 đơn vị hành chính, gồm thị xã Sa Đéc và 5 huyện, đó là Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lấp Giò và Tam Nông. Các bạn đang xem là quốc lộ 30 đi vào trung tâm thành phố Cao Lãnh và từ đây sẽ lên cửa khẩu Vinh Bà. Trước mặt các bạn có một chiếc cầu nhỏ bắc qua sông Định Trung. Nếu chúng ta đi qua chiếc cầu này đã vào trung tâm thành phố Cao Lãnh. Hiện nay tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính, gồm có hai thành phố là thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc, một thị xã Hồng Ngự và chín huyện, đó là các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Dung, Lấp Giò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình và Tháp Mười. Đường vô thành phố Cao Lãnh. Các bạn thấy dòng xe cộ đi qua thành phố Cao Lãnh cũng khá là đông đúc. Phía trước có một con đường nằm cặp với công viên và nối thông với đường Phù Đổng để đi về sân vận động Cao Lãnh. Các bạn thấy công viên của thành phố
có khá nhiều bóng cây, rất là mát mẻ. Tỉnh Đồng Tháp hiện có diện tích là 3.283 km2, dân số là 1,6 triệu người. Như vậy, tỉnh cũng có diện tích khá là rộng so với các tỉnh còn lại của đồng bằng sông Cửu Long, và dân số chỉ ở mức trung bình. Trước mặt các bạn là đường tỉnh 856 đi thông lên quốc lộ N2, và từ đây các bạn đi về thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là gần so với đi theo đường quốc lộ 1A như cũ trước đây. Tuyến quốc lộ N2 nối từ quốc lộ 30 đi xuyên qua khu vực Đồng Tháp 10 và kết nối với tỉnh lộ 8 tại huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình cùng các bạn xem lại toàn cảnh dòng xe quảng trường các bạn nhé. Đầu tiên là quốc lộ 30 đi về hướng quốc lộ 1A. Đây là những hình ảnh ở giữa dòng xe. Các bạn thấy hoa kiển được cắt tỉa rất là đẹp và khéo léo. Tiếp đến là quốc lộ 30 đi qua dòng xe để về thành phố Cao Lãnh. Các bạn đang xem là những dòng xe đi về hướng thành phố Cao Lãnh. Và đường tỉnh 856 đi về hướng quốc lộ N2 để đi về thị trấn Mỹ An. Video đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở các video sau nhé. Tạm biệt các bạn.